thành phố Hồ Chí Minh, mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong, dư luận phẫn nộ. Chiều ngày 27 tháng 12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh và lãnh đạo quận ủy Bình Thạnh cho biết công an quận đã bắt khẩn cấp mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Mạng xã hội đang lan truyền thông tin một người phụ nữ tên VNQTR, 26 tuổi, ngụ Gia Lai, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hành hạ, đánh đập dẫn đến một bé gái tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu gái NVA, 8 tuổi, ngụ quận 1, con riêng của ông TH, 36 tuổi, ngụ Quy 1, chồng sắp cưới của VNQTR. Dân mạng đã nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của người phụ nữ 26 tuổi này và đồng loạt thả phẫn nộ vì hành vi tàn nhẫn trên. Chiều ngày 27 tháng 12, trao đổi với thanh niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh và lãnh đạo quận ủy quận Bình Thạnh xác nhận có sự việc người phụ nữ sắp là mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Ngay khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân và quận ủy đã chỉ đạo công an quận Bình Thạnh khẩn trương xác minh thông tin và xử lý nghiêm sự việc gây phẫn nộ dư luận. Sớm có báo cáo trình Ủy ban Nhân dân. Người phụ nữ trên đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, lãnh đạo quận ủy quận Bình Thạnh thông tin. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 22, quận Bình Thạnh cho biết, chiều ngày 22 tháng 12, cơ quan chức năng nhận tin báo từ một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của công an quận Bình Thạnh phối hợp công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành. Về phía Ủy ban Nhân dân phường cũng làm việc với gia đình để kịp thời hỗ trợ về mặt pháp lý. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư, hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong chiều ngày 27 tháng 12, chi hội đã làm xong các thủ tục với mẹ, cậu ruột của bé để đứng ra hỗ trợ pháp lý, đòi lại công bằng cho bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến chết. Sự việc rất đau lòng, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan pháp lý sớm làm rõ sự việc, trừng trị những kẻ có tội. LS Nữ nói.